đau khổ vì nghĩ rằng chồng và em gái đã lừa dối mình. Bay đã trúng kế của Khai Bi, dẫn con rời khỏi nhà, rời bỏ chồng. Bay vừa mới lên taxi cùng với con gái rồi, anh nhanh đuổi theo giùm đi được không? Em đã cố gắng tha thứ cho anh rồi, nhưng lần này em sẽ không thể tha thứ cho anh nữa. Chắc anh tự biết mình có gì với Quina. Em muốn ly hôn. Khai Bi. Rajan biết Khai Bi là người đứng đằng sau mọi việc, nhưng anh sẽ làm gì để tìm thấy vợ con? Chị ta lại ngay. Khai Bi, cô hãy nhớ lấy, cho dù cô có làm điều gì, tôi cũng không bao giờ để vợ và con tôi đi. Và người phụ nữ giống như cô sẽ không bao giờ thắng được tôi đâu. Cô nhớ lấy đó. Đón xem Đố Kỵ tập 22 phát sóng vào lúc 11:50 ngày 3 tháng 7 trên sóng QRT.